từ phía trời xa tôi về thăm trường cũ. Sau bao năm dài cách chờ xa xôi, chốn cũ đây rồi, cảnh sắc đã đổi thay. Thầy cũ trường xưa mà về bao kỷ niệm, chân bước đi mà lòng bâng nghỉ khuâng. Nay chân đi bước đi mà ý lòng xôn đi sang mà nỗi nhớ ơi 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 à, để ngôi trường thân yêu tuổi hoa niên từng gắn đi bói nơi này. Bao tháng nghìn năm từng gắn đi bói tháng ý ngày ý hàng ý cây mà phượng đó. Ôi ôi à, để bây giờ vườn đi cao vẫn cánh hoa rơi rơi đỏ y thắm mi sân trường y cánh hoa rơi gợi nỗi nhớ bóng ý thầy. Bóng ý ai mà thấp thoáng ý. Phải chăng mới tìm về thăm mái trường xưa? Phải chăng trò cũ nằm mi nào? Xin chào thầy. Thầy không nhận ra con sao? Con là đứa học trò bé bỏng của thầy năm xưa đây mà. Ờ, thầy thấy quen quen, nhưng chưa thể nào nhớ rõ. Học trò ngày ấy bao đứa đã đi xa. Ôi người thầy bao năm xa cách, mái tóc điểm xương như bụi phấn năm nào, trầm ấm ngọt ngào vẫn giọng nói thân thương, thấm đẫm tâm hồn cho con khôn lớn. Thăm trường con nhớ kỷ niệm xưa ơi. Cái thời nhất quỳ thứ ba học y trò. Mỗi
mỗi khi trêu chọc phá ngang đám bạn y bè. Còn đây vốn hay nghịch ngợm nổi danh nhất trường khi xưa. Tuổi thơ lớn lên thường hay đường đột, mà để trong lòng suy nghĩ cạn nông nên hay sai phạm vào lỗi lầm. Thầy không trách nghi mắng nghi dày là khuyên răn nhắc nhở thật ân cần. Thương trò như những đứa con thầy nay nhớ ra học trò bé bỏng ngày xưa. Yêu câu dân ca nồng nàn mà để hát ca véo von rộn ràng. Lớp ba con ngồi ở cuối bàn, ca sĩ của lớp bạn bè xưa mến yêu quen gọi thật thân tình. Thầm thoát đã mười mấy năm mì qua đi. Thầy ơi, mười mấy năm qua mỗi người mỗi ngà, giờ con đã là sứ giả của Như Lai. Đất khách quê người, nỗi nhớ chẳng nhạt phai, văng vẳng bên tai những lời thầy dạy. Cây có cội, nước có nguồn và lịch sử cha ông. Thầy rất vui mừng khi các trò xưa nhớ bạn, nhớ trường, nhớ lời thầy dạy. Trong trái tim luôn đong đầy chất ngất tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Thầy ơi, cảnh cũ còn đây, ngày mai con lại phải xa quê nhà. Tình quê tiễn đứa học trò ra đi viễn xứ, biết bao giờ gặp lại nhau. Ra đi muôn dặm đường trường y, mang theo ý bóng dáng người thầy thân y. Mai con lại bước nghi chân lên đường trở lại, vừa sóng gió ý ngàn ý chung sai thầm ý, tới ý miền đất ý lại nơi nỗi nhớ ngập tràn ý, lạnh ý buốt con ý tim. Con đi muôn nẻo ý đường xa gian khó, thắm thiết trong tim tình cảm mặn ly nồng. Trường xưa lớp cũ nghĩ ngày càng thêm gắn bó, nghĩ thầy cho cách nghĩ biệt bao nhung nhớ dạt dào tâm can, chẳng nói lên được thay lời.
con vẫn khắc ghi những lời sâu sắc từ những lúc thầy trên bục giảng. Bao ước mơ cháy bỏng trong lòng, tháng ngày lớn đi khôn đi, bước đi chân vào ý đời, hành trang thầy dạy bầu máu nóng đi sôi, trái tim thắm đượm nghĩa tình, quê hương đất nước sáng đi ngời dân tộc, nòi giống dòng tiên. Xa con thầy vẫn ý nhớ nhung trong tim, in ý bóng học trò lòng này bâng khuâng. Thầy chúc con được nơi ấy nhiều bình an, chăm lo săn sóc đạo vàng phương trời xa ấy, thăm ý đường nghĩa tình, đoàn kết yêu thương. Lời thầy con ý nhớ mãi lòng này, dẫu ý đời bao thay đổi, nghĩa nghĩ nặng ơn mi dày trời mãi không quên. Phút chia tay xôn sang nỗi nhớ mãi bên nhau, tình nghĩa ý thầy ý trời. Ngưu đầu ngục tốt, đã đến giờ hành hình tội nhân Lưu Thanh Đề. Ý lên! À, cứu tôi với. Tôi van các ngài, tôi xin các ngài, ai cứu tôi với. À, ôi đau quá, nóng quá, tôi không chịu nổi nữa, ai cứu tôi với. Cứu tôi với. À, vặn tai nghe tiếng kêu la thảm thiết, chốn A Tỳ giam hãm những tội đồ, muôn trùng cửa ngục khó qua, nơi u tối âm dương cách biệt, bao uy nội kinh nghi hoàng nghi, bước nghi chân đi trong nghi nội kinh nghi hoàng.
đi mà tìm mẹ ơi, để biết tìm nơi đâu chốn âm cung. Nay mẹ đấy, hãy tránh xa tôi ra, kẻo tôi bị hành hạ đau đớn lắm. Tránh ra, tránh ra. Mẹ ơi, con là Mục Liên đến tìm mẹ đây. Mục Liên nào, ta không có con, ta chẳng có chồng. Ta là đồ mèo mả gà đồng nhố nhăng. Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao? Con là Mục Liên đến tìm mẹ đây. Mục Liên đây hả con? Cứu mẹ với Mục Liên ơi. Mẹ khổ lắm, cực lắm con ơi. Ôi, nhìn mẹ lòng ta tan nát, phải ngồi ghế bàn trông đầu đội huyết bồn. Ngục tốt nghiêu đầu quỷ dữ vây quanh, hành hạ tâm thân già nua tàn tạ. Mẹ ơi, ruột xót gan nghi bao, khi con thấy mẹ trong nghi vọng thế lương. Đớn đau muôn phần nghi xót nghi thương nghi mẹ, trong nghi ngục nghi tối chất nghi trong lên tấm thân nghi, biết bao nghi cực hình hành hạ nghi người không ngừng. Con muốn đi đem thân đây gánh đỡ thay mẹ già, dấu thân này nát nghi tan vì tiền hiếu hạnh. Con đâu quản gì rồi, con đi thương đi mẹ ơi, không xa chi ngàn gian khói, dẫu rằng đi lực thần thông đi với phép tiên đi nhiệm đi màu đi, cùng đức hạnh đi bao y la cũng khó đi thay cho ta gánh vác đi tội lỗi này, khi gốc tội rất đi sâu ăn năn thì đã qua muộn ý rồi. Con ơi, tội ai nấy trả,
Lẽ thường này không chỉ riêng ai, lòng hiếu nghĩa lực thần thông cũng không giúp con thay mẹ được. Mẹ ơi, dương gian xưa mẹ đã gây nhiều, buông ra những câu chửi thề cái độc xúc phạm đạo thiên. Chùa hoa dối gian tà mưu lừa lọc, bôi nhỏ cửa thiền chửi rủa tăng ni, ôi bao nhiêu việc mẹ đã làm. Cơm chăng cho kẻ khó mẹ chẳng cho, đổ gì cùng với đất buồn. Nước mắt pha lẫn với hồi tanh nghi. Nên khi xuống đây phải chịu nhân quả luân hồi luật ban. Bao nhiêu đớn đau khảo tra hành hạ mà để bói cho những ngày dương gian gây tội lỗi chất chồng. Phải ăn sắt ni nóng, uống đồng sôi, cơm đưa lên miệng thành than hồng. Mẹ đói mẹ y khát lắm con. Khát lắm con ơi. Nghe mẹ nói tim con đau xé, biết kêu sao những việc mẹ đã làm. Nhưng tưởng rằng che giấu được nhân gian, có hay đâu quỷ thần luôn soi xét. Nay dâng phần cơm giúp người qua cơn đói, con trẻ cúi đầu xin mẹ hiểu cho. Dâng bát ni cơm mì này, nay con xin kính dâng phần mì cơm. Dâng bát ni cơm mì này, xin mẹ thứ tha, con đành bất hiếu không dũng được người thoát trốn lầm than. Mong người hãy thấu lòng mẹ con. Con hãy mau về, con hãy nghe mẹ đây, con ơi con hãy mau về. Dốc lòng dưỡng tu hương hồi công đức thì mới mong rằng cứu mẹ khỏi đây than nỉ phiền. Cùng bái ích chi. Mục Liên ơi, con hãy về gắng tu tạo đức, cầu xin Đức Phật cứu mẹ. Mẹ không chịu nổi nữa đâu con ơi. Dạ, con xin vâng lời mẹ, kêu cầu với Đức Phật. Mẹ ơi, cơm đây, con mời mẹ ăn đi. Nóng quá,
sao cơm lại biến thành lửa, mẹ ăn sao được? Cha! Mẹ! Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin người hãy chỉ dạy con phải làm sao để cứu mẹ mình ra khỏi địa ngục. Này Ngục Kiền Liên, hãy nghe đây. Mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông uy lực nhiệm màu, một mình ông không thể cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang lừng khắp chốn chư thiên. Muốn cho cứu được nghiệp duyên thì ông phải cầu uy lực của mười phương tăng. Nhân mùa kết hạ an cư thì mẹ ông mới được nhẹ phần tội báo. A Di Đà Phật, con xin đa tạ Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Sau khi gặp mẹ, được sự chỉ giáo của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên đã trở về dương thế. Nhân mùa kết hạ an cư, ngài đã kiền thỉnh mười phương chư tăng. Nhờ công đức đó mà bà Thanh Đề đã được giải thoát khỏi chốn A Tỳ địa ngục, trở về chốn Tây Phương Cực Lạc, nương bóng Phật từ bi. Đã từng nghe Đại Đức Thích Thanh Hải hát chèo, hát cải lương. Và thưa quý vị, qua ca cảnh chèo Người Mẹ Một Mắt trên thể chèo Đại Đức Thích Thanh Hải. Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sang một gia đình. Hoan hô, con của mẹ giỏi quá, hát hay quá. Lại đây mẹ thưởng cho con nào. Chào cô, cho tôi hỏi thăm, đây có phải nhà cậu An không ạ? Eo ơi, ma, bà ra một mắt, mẹ ơi, con sợ lắm. Kìa con đừng sợ, có mẹ đây. Dạ phải ạ. Anh An ơi, anh An, nhà có khách này, mời bà vào. Bà vào đây, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Cứ ở nhà thỉnh thoảng tôi về thăm, hết tiền tôi lại gửi về. Bà có biết bao nhiêu năm nay tôi sống khổ thế nào không? Khi còn bé ở nhà đi học, bạn bè quay lại chế giễu chọc trêu, bao nhiêu lần phải khóc lóc tủi thân vì người sinh ra tôi chỉ còn một mắt. Chính vì vậy nên tôi đã phải gắng sức nghi học nghi hành, mong mai sau sẽ xa miền quê gian khó nghèo nghi nàn, xa mẹ sinh ra tất nguyện một mặt.
xa hết những điều nhà âu bang cười chê cho cuộc đời đôi khác may mắn giật ni vui mừng khi con trai dấu yêu của mẹ đây khôn lớn ni trường ý thành gia đình bình yên trong niềm hạnh phúc mẹ rất vui lòng dù phải xa con mai ngày nhắm mắt phụ nữ bế đứa bé đó là vợ con Hà An. Vâng, cũng chỉ vì người mẹ chân quê tật nguyền như bà nên tôi phải giấu, nói dối rằng mẹ tôi đã chết, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai. Còn đứa nhỏ khôn ngoan kháu khỉnh chính là cháu nội của mẹ đây, bao năm trời mong đợi khát khao giờ đã được thỏa lòng nguyện ước. Ông ơi, ông về mà xem con chúng ta, cháu chúng ta ông này, ông có hay chăng? Con chúng mình giờ đây trưởng thành và khôn đi lớn, lòng ý tôi chứ vui thời vui mà khôn xiết ơi. Để bỏ công chứ bỏ công tạo tần bao năm tháng đi cùng ông sớm khuya thời không đi quản lý gian nan đi. Giờ đây mong chốn quê hương xóm làng ngày xưa nơi nghèo khó ơi đừng để cho vợ chứ cho vợ con tôi ơi a tưởng mà đây chứ đây là mẹ đẻ của chồng. Lòng mẹ không đi ơi chứ trách dân đi gì vì cuộc đời dành đi cho chứ cho thời còn đi hết đến giờ chứ thấy lòng mẹ thanh thản đi ơi ơi à mà để cùng là chứ cùng cha con nơi suối vàng cùng yêu nhau cùng nhau thời đi tiếp chọn câu ý thề ý. Khổ thân thằng cháu yêu quý của bà, trông thê bà nó la lên sợ hãi. Phải, bởi từ khi nó biết đến nay vẫn nghe nói bà nó không còn nữa, nay gặp ngay cái bà giả một mắt sợ hãi kêu la chả có gì lạ cả. Thôi bà hãy thu xếp mau về quê kẻo cháu nó ra lại hãi hùng khiếp sợ. Con đuổi mẹ đấy à? Tôi đâu dám đuổi bà, bà nghĩ như thế nào thì tùy. An ơi,
Đến lúc này mẹ vô cùng thanh thản với những gì mẹ vất vả vì con. Nay bệnh hiểm nghèo mẹ sống chẳng là bao, kỷ vật của mẹ cha trao cho con cất giữ. Bà nói cái gì tôi chả hiểu gì cả. Con ơi, trong đôi mắt con có cái nhìn của mẹ. Mẹ rất vui lòng luôn được ở bên con, vẫn luôn nhìn thấy hạnh phúc của cháu con. Sung sướng biết bao, dẫu thân này một mắt. Bà nói gì lạ vậy? Sao cái nhìn của bà lại trong mắt của tôi? Bà nói đi, có chuyện gì éo le chắc chở? Lòng tôi đây muốn hư thực tỏ tưởng. Con ơi, chuyện đã lâu ý rồi, từ tâm bé khi mới lên bà lẫn chấm chân đi. Nụ đào vừa rạng sớm đi mai trên cành cuộc đời cho con đi thôi, thúc đi mẹ quên đi mình, mong con nguyện lành lấy mắt đi mẹ truyền cho con, giúp sức cho con thấu nhìn cuộc sống, tường tận nghĩa ân rõ chân lý ta con lớn khôn lên. Cho dù thân mẹ phải mang đi tật nguyền, cũng cam đi. Giờ đây khi tuổi già sức yếu, gặp được con mẹ toại nguyện vô cùng. Thấy cháu bà cũng thấy mặt con dâu, mừng cho con được yên bình hạnh phúc. Mẹ ơi, vậy là con đã hiểu. Ánh mắt của con có cái nhìn của mẹ. Mẹ đã đánh đổi cả đôi mắt mẹ cho con. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời này dành tất cả cho con. Vậy mà con không biết trân trọng điều đó. Tội của con muôn ngàn lần đáng chết. Con cúi đầu xin mẹ tha thứ cho con. Con đây đắng tội vô nghĩ cùng, đang tâm lãng quên lạnh lùng, hắt hủi người mẹ sinh ra. Quay lưng dè từng miền quê nghèo nàn, trách dân cả người mang nặng đè đau, khi trên khuôn mặt chiều dĩ hình đôi mắt lẻ chiếc chẳng vẹn, nguyên khiến con đây mặc cảm vô cùng. Ngủ tối xa lánh mẹ thân khi
hãy tật nguyện mẹ vì con đây. Lương tâm dứt dây lòng con ân hận mà để bấy lâu lãng quên mẹ già, quên ơn tác tạo và sinh thành. Dẫu chết con cũng chẳng trả xong công ơn biển rộng trời cao này. Xin mẹ tha thứ hết cho người con đi. Mẹ ơi, tội của con muôn ngàn lần đáng chết, cúi đầu xin mẹ hãy tha thứ cho con. Con làm thế là vì con rất thương yêu mẹ đó con. Đừng dằn vặt trách mình mà mẹ thêm suy nghĩ. Con hãy vui lên, để mẹ cũng vui, cùng con cùng cháu lúc tuổi già. Chứ thân mẹ bây giờ khác chi lá vàng trước gió. Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy, con đã biết lỗi lầm của con rồi. Mẹ hãy ở lại đây với con với cháu. Kìa mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Các bác ơi, cứu mẹ cháu với, cháu cần có mẹ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ... Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lớn mắt mẹ nghe con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lớn mắt mẹ nghe con.